làm người hay bị bắt giam là do đời trước hay giam nhốt chúng sinh trong lồng, trong chậu. Giải thích: đã có người vô duyên vô cớ bị án liên lụy và bị tống giam oan. Sau đó qua điều tra, họ được phán vô tội và phóng thích. Đây là do đời quá khứ hoặc hiện tại, bản thân họ đã từng giam nhốt chúng sinh. Tôi từng gặp một nữ viện trưởng viện Ấu Nhi. Chồng bà là lãnh đạo một cơ quan nọ. Mấy năm trước, ông bị người vu cáo tham ô nên bị bắt tống giam 3 năm. Sau nhờ điều tra phán ông vô tội và được thả về nhà. Tuy được cấp lương lại, nhưng cũng đã nếm 3 năm tội tù. Bà muốn biết nguyên nhân là do đâu? Tôi hỏi, nhà bà có ưa nuôi chim cảnh không? Bà kể, lúc họ kết hôn, nơi nhà mới có treo lồng chim đủ loài đủ dạng. Mãi đến khi chồng bị giam, bà mới tặng hết cho người. Tôi quan sát tìm xem nguyên do vì sao chồng bà bị giam 3 năm khổ sở, thì thấy rõ. Từ đời quá khứ đến hiện tại, ông rất ưa nuôi chim. Do dùng lòng giam cầm chúng sinh mà phải thọ quả báo này. Ngày 4 tháng 7 năm 2007, thời báo Hoàn Cầu đăng tin như sau. Ở thôn Ekati thuộc nước Ấn Độ, có một người dân không làm sai bất cứ điều gì, cũng không phạm lỗi gì với ai, nhưng lại bị giam trong ngục tới 53 năm. Sau khi thả ra, ông được bồi thường 1 ruby, tương đương 2,5 USD hoặc 2 hào nhân dân tệ. Xin kể thêm câu chuyện do đệ tử Ngài Hư Dân là Thích Quán Bổn ghi. Con chồn trắng. Năm Dân Quốc 25, Bính Tý. Sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, truyền 3 đàn xong, lúc sắp giải giới, thì Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16, đang đóng quân tại Tàu Khê, đến thăm, tay xách cái lồng. Trong nhốt một con vật, toàn thân trắng tuyết, điểm lấm chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô, đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói, con vật này có lý lịch ly kỳ lắm. Mới đầu, nó bị thợ săn ở núi Bạch Dân, Quảng Châu bắt được. Người ta kể rằng, khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái, thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ và khoái khẩu. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động, long lanh, có vẻ hiểu được ý người, nên ông ta không nỡ làm thịt. Bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú Quảng Châu. Rồi sau đó, khi khổng khi không, ông ta bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên nhân do tội trạng. Án cứ lưu như thế mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ, vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ. Chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy quẻ chạy. Đề cập đúng chốc điều bà đang thắc mắc trong lòng và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con chồn cho sở thú giam giữ. Còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoằng pháp tại chùa Nam Hoa. Hãy mau đem con chồn đến đó phóng sinh thì người chồng ắt sẽ được thoát nạn. Bà vợ giật mình cả kinh, vội đem tiền chuộc con chồn. Do Lâm đoàn trưởng là bạn thân của chồng bà, sẵn dịp ông đang đóng quân ở Tàu Khê, nên bà nhờ ông mang con chồn đến chùa phóng sinh giùm. Ngài Hư Dân nghe kể chuyện, liền thu nhận con chồn. Ngài thuyết tam quy ngũ giới cho nó xong, thì thả nó ra khu rừng rậm phía sau chùa. Hằng ngày, nó đều vào chùa để tăng chúng cho ăn. Từ khi thọ giới xong, nó không chịu ăn thịt nữa, chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây chùa muốn trêu chọc nó, họ nhét thịt vào chuối đưa cho nó ăn. Con chồn khi biết mình ăn nhầm liền nhổ ra. Nó dùng móng chân trước cào vào thức ăn, kiểm soát mấy lượt, nhìn tới nhìn lui, mắt lườm mấy ông thợ, tỏ vẻ giận dữ bất bình vì họ đã dối gạt nó.
Sau đó nó bỏ đi thẳng suốt mấy ngày mà không trở về. Một hôm, do bị người trong làng đuổi bắt, nó leo lên một ngọn cây cao chót vót, ngót mấy chục trượng, ôm cành kêu khóc. Chú Sa Di thấy vậy, vào bạch với phương trượng. Ngài Hư Dân liền ra đến dưới gốc cây đứng nhìn lên. Vừa thấy ngài, con chồn liền tuột xuống, đeo ngay vào tay áo ngài, vẻ rất mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về, sợ nó bị người rình bắt. Ngài đóng cho nó cái chuồng. Sau đó khi thả ra, nó chỉ đi quanh quẩn trong chùa, không vào rừng nữa. Một hôm, ông Tưởng Giới Thạch đi cùng 10 lính hầu đến thăm chùa, nhưng không báo trước. Họ vừa đến cổng Tào Khê thì thấy con chồn. Thị vệ định bắn, nhưng ông Tưởng ngăn lại. Chồn lúc lắc đầu, ve vẫy đuôi, dắt ông Tưởng đi vào. Đến đại điện, nó chạy như bay vào phương trượng. Cắn áo hòa thượng kéo xuống lầu gặp ông Tưởng. Nghe kể chuyện nó, ai cũng cười. Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền, chồn thường nằm dưới thiền sàng. Thấy hòa thượng nhắm mắt ngồi lâu quá, thì nó bắt đầu tái mái, kéo râu ngài đùa nghịch. Hòa thượng mở mắt nhìn nó, bảo: "Con có linh tánh, chớ vào rừng, đừng ra ngoài sơn môn hay tới gần nhà dân mà bị bọn trẻ quấy phá." Một hôm, chẳng biết nó đi đâu mà bị xe cán trọng thương, nằm nhẹp, không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến thăm, nó ráng chìa vết thương ra cho ngài xem. Hòa thượng biết không cứu được, thương nó đau đớn, bèn khai thị: "Cái túi da này không đáng để lưu luyến nữa, con đừng bám víu vào, hãy buông xả và sám hối tất cả nghiệp duyên quá khứ. Khởi một niệm sai thì phải đọa, phải nhận lấy ác báo, chịu nhiều thống khổ. Giờ đây, quả báo của nghiệp xưa đã mãn. Ta mong con nhất tâm niệm Phật, để sớm được giải thoát." Chồn hiểu ý, gật gật đầu, kêu lên mấy tiếng, rồi tắt hơi. Thi thể nó để 2 ngày vẫn không biến đổi. Hòa thượng nhớ đến câu chuyện Tổ Bách Trượng độ chồn quan, nên cho tổ chức tang lễ nó như một vị tăng, chôn nó ở phía nam núi. Việc này xem ra ly kỳ, nhưng sở dĩ những điều đó phát sinh trong cuộc sống, nguyên nhân cũng giống như trong sám văn đã tả thôi. Chúng ta là phàm phu, thường hay lý luận. Việc nuôi chim, cá là trò tiêu khiển cực kỳ thú vị. Đa số còn có quan niệm ngu muội rằng hễ đã phát tài chút ít thì có quyền ra ngoài giải trí chơi bời hưởng lạc, tha hộ bằng cách mua hoa, bao gái. Và họ lập luận rằng nhà thổ lầu xanh vốn là chốn mua vui, để mình tiêu khiển, giải trí. Họ nào biết, hưởng phúc kiểu này chính là tạo quả. Đâu hay rằng, chính hành vi mê tối này đã vô tình tạo nhân xấu, khiến họ phải sa vào địa ngục vô biên vô tận. Đợi đến khi ác báo trổ trên thân, vô thường ập tới, lúc đó có hối cũng đã muộn. Sám văn. Nghe thuyết pháp mà cứ trò chuyện ồn ào, làm loạn tâm người thính pháp, sao sẽ đọa vào loài có tai dài. Giải thích: có nhiều người đến dự pháp hội không phải vì muốn nghe pháp, mà vì muốn trò chuyện bình luận, ưa làm pháp quan, phân tích mổ xẻ. Chỉ cần vừa nghe lời không thuận lỗ tai mình thì vội vàng luận tam thuyết tứ, hoặc đến đạo tràng mà không chú tâm nghe, toàn nói chuyện phím, gây ồn ào và quấy nhiễu người nghe pháp. Những người này tương lai sẽ đọa làm chó trong cõi súc sinh, bởi vì loài chó vừa nghe tiếng động không kịp phân biệt xanh hồng trắng đen chi, đã há miệng sủa to khuấy động sự yên tĩnh bốn bề. Nếu như đối với người thuyết pháp bị nhiều đàm tiếu thị phi, thì nên y pháp chẳng y người. Phải nghiên cứu giáo lý giảng cho đúng lễ, thái độ nên đoan trang cung kính, phương pháp và thời cơ đều phải thích nghi. Đệ tử Phật tuyệt không nên có thái độ bới lông tìm chết hay lộ vẻ vui thích hả hê khi thấy lỗi của người. Càng không thể nhân vì một số vấn đề vụn vặt mà đi quấy rối đại chúng đang chăm chú nghe chánh pháp.
Trong xã hội hiện nay, có nhiều người tham dự thảo luận Phật Pháp trên mạng và mối liên lạc theo cảnh, nói một câu ngàn người nghe, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, điều cần chú ý là phải hết sức cẩn trọng ngôn hạnh, chớ tạo lỗi đàm thoại làm nhiễu loạn người đang cần tập trung nghe Pháp. Sám văn. Sang tham bỏng sẻn, ăn một mình, bị đọa trong ngạ quỷ, sinh làm người thì bần cùng đói khổ. Giải thích. Do sang tham bủng xỉn, dành ăn lén một mình, bị đọa vào cõi ngạ quỷ, ác báo hết thì chuyển sinh vào nhân gian, sống rất bần cùng, đói khổ. Năm 1990, ngày nọ, một người bạn đến nhà tôi kể là chị dâu ông vừa chết, tang sự làm xong mới một tuần. Ông mới nói đến đây thì tôi lập tức thấy ngay một nữ nhân gầy như que củi, đầu rối bù, dập đầu cúi lại như tế sao, van cầu tôi cứu bà. Tôi định tĩnh, dòm kỹ. Hóa ra đây là bà chị dâu đã chết, đi theo ông bạn đến tận nhà tôi. Bởi bà biết rõ về tôi nên mới đi theo chú em chồng mà đến, mục đích cầu xin tôi cứu bà. Những người ăn chay niệm Phật đều có một dần kim quang bao phủ. Hễ tu càng giỏi thì kim quang càng dày, càng tỏa ánh sáng ngũ sắc, khiến bất kỳ yêu tà quỷ thần gì cũng đều phải kính sợ, không dám xâm phạm. Tôi hỏi bà, có biết vì sao mình bị đọa vào cõi quỷ chăng? Bà kể, sau khi mình được gả cho nhà đó, bình thường hay nhín ăn nhịn thèm để có được danh tốt, khiến mọi người chấp nhận cảnh ăn uống đạm bạc. Nhưng tối đến, bà và chồng thường lén cùng nhau dùng đồ ngon. Ngay cả Tết đến cũng chỉ cho mẹ chồng ít đầu cá, cẳng gà. Do mẹ chồng thoái hưu lương ít, nên hễ cho có một xu thì bà liền nổi nóng, gây gổ cùng chồng. Lại do bà sát sinh, thái quá, nên mới 40 tuổi thì đã bạo tử tại nhà. Sau 49 ngày, bà đọa vào cõi quỷ. Bây giờ chịu đói tới hai con mắt nổ lửa, khổ hết chỗ nói, chỉ biết cầu xin chúng tôi cứu bà. Lúc này Quả Lâm vừa nhìn thấy bà thì đã nhận ra do phạm tội gì rồi. Thế là nó liền dạy bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm ba câu thì bà được đi đầu thai. Do lúc làm người sống tham lam bỏng sẻn, nên dù được đầu thai vào nhân gian, bà phải sinh làm một người dân nghèo, cả đời sống túng thiếu. Nhưng có điều an ủi là bà sẽ gặp được Phật Pháp tu hành và nhờ đây mà chuyển biến vận mệnh. Nếu như không nhờ đi theo chú em chồng, được Quả Lâm dạy niệm Phật và ngay đó thoát thân ngạ quỷ, thì bà phải chờ đến lúc thọ báo kiếp quỷ tận mới được sinh vào nhân gian, làm kẻ bần cùng khốn khổ phải đi ăn xin. Sám văn. Kẻ đem đồ ăn xấu tệ, ác thực cho người sẽ bị sinh làm heo lợn, bọ hung. Giải thích. Ác thực là thức ăn ôi thiêu biến chất. Những ai lấy đồ thúi, cũ, ngụy trang giả làm thức ăn ngon, tốt, đem cho hoặc bán, tiêu thụ, thì tương lai sẽ bị làm heo, bọ hung, chịu quả báo, ăn đồ thiêu dơ, ôi thúi. Cuối cùng, heo còn bị giết ăn thịt. Bọ hung là loài chuyên dùi đầu ăn phân. Ác thực là từ ngữ chỉ tất cả thực phẩm có hại cho sức khỏe con người. Hiện nay đa số người tín ngưỡng kém, đạo đức suy đồi, chỉ biết có tiền, không quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Họ dùng đủ thứ phụ gia hay hóa chất có hại bỏ vào trong thực phẩm, thuốc men, khiến vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nguy hại nghiêm trọng, rất đáng lo. Chúng ta cần nỗ lực tuyên truyền nhân quả trong xã hội, cảnh tỉnh và đánh thức lương tâm những người tỉnh bơ đem đồ ác cho người dùng. Nếu họ cứ làm vậy, tương lai sẽ bị đọa vào cõi xấu, thọ khổ báo. Sám văn. Cướp đoạt của người, sao đọa làm dê, bị thế gian lột da ăn thịt. Ưa trộm cướp tài vật của người, sao sinh làm trâu bò, ngựa, bị người sai khiến, hành hạ.
giải thích: làm trâu ngựa chở nặng đi xa, hứng chịu đòn roi của người, đến già không còn làm được thì bị giết ăn thịt để trả nợ kiếp trước trộm cướp tài vật của người. Sám văn: ưa nói dối, rêu rao điều xấu của người, sao đọa địa ngục, bị rót nước đồng sôi nóng đỏ vào miệng, bị kéo lưỡi ra cho trâu cày, đền tội xong thì xin làm chim cú. Ai nghe tiếng nó kêu cũng ghét sợ, cho là yêu quái đem điềm gỡ tới, đa số đều nguyền rủa mong nó chết. Giải thích: kẻ ác hạnh ưa nói dối, thêu dệt, bịa đặt, rêu rao điều xấu cho người là tự tạo quả báo, đọa địa ngục nặng nề. Mãn kiếp địa ngục rồi thì chuyển sinh làm chim cú có âm thanh khó nghe, khiến người hoảng sợ, chán ghét. Họ xếp loại chim này mang điềm bất thường, nên hay nguyền rủa trù chết. Tội ác ngữ dối gian, du rao lỗi người. Nếu bị đặt du khống, truyền rao lỗi tứ chúng đệ tử Phật, chư thiện tri thức, đại thức, cao tăng của Phật môn, thì tội này càng nặng. Phật xếp việc nói lỗi tứ chúng là tội nặng trong Bồ Tát giới, tuyệt đối phải tránh không phạm. Có nhiều đoạn trong Lương Hoàng Bảo Sám viết: cù dục là chim bát ca, là loài chim sáo, nhưng sáo là loài con người rất ưa nuôi, thông minh lanh lợi, giỏi bắt chước tiếng người, rất được yêu thích, nên văn viết cù dục là sai, không hợp. Tôi đã tra trong sách cổ, thấy ghi có loài chim tên cù cát, tiếng kêu the thé chói tai. Vậy từ cát này mới là đúng. Có thể khẳng định rằng chữ cù cát bị viết thành cù dục do người cầm bút trong khi sao chép kinh đã viết sai nét, nên mới biến chữ cát thành chữ dục, gây ra nhầm lẫn. Xin nhắc nhở mọi người lưu ý chỉnh lại cho đúng. Sám văn: người ưa uống rượu say, sao đọa vào địa ngục phẫn trào. Tội hết rồi sinh vào loài đười ươi, mãn nghiệp được sinh làm người ngu si, không ai thu dùng. Giải thích: người ưa uống rượu, cả ngày ở nơi bàn nhậu, nếu thích say sưa không bỏ được thì đời này đa số chết vì rượu. Chết rồi lập tức đọa vào ngục phẫn cuộn. Ở nhân gian cũng có những chỗ giống như vậy, là hầm phân của những vùng nông thôn chưa phát triển, chứa đầy dòi. Dòi cả ngày say sưa bầu bạn với phân, giống như người uống rượu, cho rượu là thứ cực ngon. Nhưng người không ưa rượu thì nghe hơi xông ra từ kẻ nhậu rất khó ngửi, tanh hôi. Nhất là uống rượu mà còn ói mửa thì hôi thối không cùng. Do tham đắm vị rượu, bị quả báo chết rồi ăn phân, uống nước giải. Nhân như thế, quả như thế, tự làm, tự chịu. Ác báo này hết thì đọa làm đười ươi. Sao được sinh vào nhân gian, nhưng ngu muội vô trí, bị người khinh khi chán ghét. Sám văn: kẻ tham lam bốc lột sức người bị sinh làm voi. Giải thích: hay sai khiến, lạm dụng sức người, trả lương ít cho công nhân hoặc mượn tiền mà không trả, chết rồi làm voi. Là loài chỉ ăn cỏ, nhưng phải làm việc chuyên chở nặng và còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Sám văn: kẻ có địa vị giàu sang, làm người trên mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện với ai. Những người giàu ác này chết rồi vào địa ngục, chịu quả báo đau khổ cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục thoát ra, lại đọa làm trâu, bị xỏ mũi lôi thuyền kéo xe, hứng chịu đòn roi nặng nề khổ sở, để đền lại nợ oan trái xa xưa. Giải thích: người giàu sang hay kẻ có quyền thế, làm chủ xí nghiệp hoặc tư gia, hay đánh mắng ngược đãi tôi tớ hoặc công nhân, thuộc hạ, mà người bị đánh do sợ quyền lực hoặc sợ bị mất việc mà không dám tố cáo, hoặc do họ không tìm được ai bên vực mình. Đối với những chủ nhân bắt nạt khinh người này, đến một ngày phúc báo hưởng tận thì họ sẽ đọa vào địa ngục,
thọ khổ mấy ngàn vạn năm. Mãn kiếp địa ngục thì sinh làm trâu, bị người xỏ mũi, bắt lao động nặng, còn phải hứng chịu đòn roi đau đớn để trả nợ xưa. Sám văn: làm người ăn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà ra. Người sang tham keo kiết, không biết tự tỉnh là từ trong loài chó mà ra. Những người độc dữ, tự dụng một mình là từ trong loài dê mà ra. Người có tánh hiếu động, nóng nảy, không giỏi nhẫn là từ trong loài khỉ, dượng mà ra. Người có thân thể tanh hôi là từ trong loài cá, ba ba mà ra. Người có tâm hiểm ác là từ trong loài rắn độc mà ra. Người không có từ tâm, tàn nhẫn, bạo hại là từ trong loài hổ báo, sài lang mà ra. Giải thích: tập khí tính tật mỗi người đều có quan hệ với đời quá khứ. Xin kể câu chuyện như sau. Nam cư sĩ X. Nam cư sĩ X là pháp lữ của tôi, vốn là nhân vật có tiếng tăm, gốc người Bắc Kinh, dung mạo lạ kỳ, đang độ tuổi trung niên. Ông tu hành tinh tấn, dốc lòng hoằng dương Phật Pháp, tướng người cao lớn, uy mãnh, oai hùng, nhất là ngũ quan kỳ dị, ẩn hình bóng xà. Những lúc ông nổi giận, trông hung mãnh lắm, ai cũng kính sợ. Tôi từng nghe ông kể qua, tiền kiếp mình là đệ tử của sư phụ, ngài giao ông giữ nhiệm vụ hộ pháp. Hôm nọ tình cờ ông thố lộ, tiền kiếp ông tuy là một vị tu hành, nhưng kiếp trước đó nữa thì lại là mãng xà. Kiếp trước của mãng xà thì làm báo biển. Ông còn nhớ rất rõ lúc làm báo biển đã từng giao đấu với gấu Bắc Cực ra sao. Do kiếp vừa rồi ông là người tu hành, nên đời nay mới mấy tuổi đã biết rành nghi thức hành trì mật tông và nhận ra rất nhiều pháp khí, thậm chí còn am tường mọi cấm kỵ trong tông môn. Hiện tại ông vẫn nhớ rõ chuyện ba kiếp trước của mình. Ở kiếp thứ hai, ông là mãng xà. Nhờ nhân duyên đặc biệt may mắn nên sau khi xả báo thân mãng xà thì chuyển lên làm người, được quy y Tam Bảo tu hành. Nhưng do ông sống quá lâu trong kiếp làm mãng xà, nên đời này vẫn còn lưu nhiều tập khí mãng xà. Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn rất ưa ăn trứng gà, hễ nhìn thấy gà là phấn chấn. Mỗi năm vào mùa đông, đôi tay của ông vẫn còn bị lột da ba lần. Hiện nay nhờ tu hành nhiều năm nên nét hung tợn nơi ngũ quan của ông đã giảm bớt. Đối với thế gian, Win X không có hứng thú với danh lợi, bất kể là thức ngon, mỹ sắc, ông không hề động tâm. Ông chỉ có tập khí rất ưa ăn thịt, nhưng từ khi phát tâm tu hành thì đã bắt đầu trường trai. Qua đây đủ thấy, bất kể chúng ta từ đâu tới nhân gian, nhưng hôm nay được gặp Phật Pháp, có thể hành trì bái sám, chứng tỏ đời quá khứ chúng ta đã từng là đệ tử Phật, nếu không thì đâu thể tiến vào đại môn để tham dự bái sám này. Bạn xem, hiện tại tứ chúng đệ tử không phải là mỗi người đều có tập khí tính tật riêng hay sao? Nếu như ngay trong đời này có thể thệ nguyện nghiêm trì giới luật Phật chế, bỏ hết thói xấu, thì nhất định đạo nghiệp sẽ thành. Còn nếu đến phút lâm chung, tật xấu của mình vẫn chưa sửa đổi, thì tánh tật đó sẽ thành nhân tệ ác. Chết rồi, ắt phải theo nhân mà thọ quả xấu. Từ vô thủy đến nay, mỗi người chúng ta đã có vô số lần vào thai lừa, bụng ngựa, từng xuống địa ngục, lên thiên đường, làm người vô số lần, học Phật cũng vô số lượt. Nhưng chính do không chịu đoạn dục khử ái, không buông hết vọng tưởng chấp trước, bị vô minh che lấp, nên cứ trầm luân thọ khổ vô tận trong tam giới, quay đầu chẳng thấy bờ. Hiện nay chúng ta đã hiểu sâu lý này, nếu như không khéo buông bỏ, không ném hết những ân oán thế gian, thì biết đâu một khi vô thường đến, mình chết đi, đâu ai bảo đảm là ta có thể quay trở lại làm người. Sám văn:
sinh ra làm người bị nhiều bệnh, chết sớm, chịu bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do ba nghiệp ác gây ra, khiến ta mắc phải quả báo trong ba đường dữ. Giải thích: kiếp người chúng ta nhiều bệnh, đoạn thọ, thống khổ trùng trùng đều do ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra. Làm người mà có khẩu ác, tâm ác, thân ác, tức phải bị ác báo. Căn bệnh đáng sợ. 2 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Giang Tây, đã cùng Ngô cư sĩ ghé thăm nhà một bệnh nhân. Đây là một ngôi biệt thự cực kỳ lộng lẫy, sang trọng. Nhưng ông chủ lại bị bệnh, đang ở trong nhà. Tôi thấy ông quỳ trên giường, hạ thể quấn tả, trong khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi Ngô cư sĩ giới thiệu tôi với chủ nhà xong, ông ta cười đau khổ, hỏi tôi có muốn kiểm tra hay khám bệnh gì cho ông chăng? Tôi nói không cần. Lúc đó tôi có cảm giác ngũ tạng cùng tứ chi ông không bị bệnh nặng gì. Tôi bèn hỏi: ông mắc bệnh chi? Vợ ông kể, chồng bà trước đây bị mọc ung bướu nơi hậu môn, lúc đại tiện đau đớn vô cùng, đã đi bệnh viện cắt bỏ rồi, nhưng vết thương chẳng những không lành mà ngược lại còn thối rữa, lở loét, nên phải mổ tiếp lần hai. Vì vậy, hậu môn cũng mất đi công năng, khiến ông không thể nằm xuống, chỉ có thể quỳ mới thấy bớt đau. Bệnh này chẳng gây ảnh hưởng gì đến ăn uống, nhưng ông chẳng thể khống chế đại tiểu tiện, nó cứ tự động tuôn ra. Do vậy mà khổ hết chỗ nói. Bệnh viện Tây Y bó tay vô phương cứu chữa, nên hiện giờ ông đang trị theo Đông Y, song chữa chạy đã nhiều ngày mà không thấy hiệu quả. Cư sĩ Quả Năng là bạn đạo đi cùng tôi, bỗng lên tiếng hỏi. Trong lúc bà đang kể, thì tôi thấy trước mắt mình hiện hình dạng một cái cân rất lớn, bàn cân hai bên liên tục trồi lên hạ xuống không ngừng. Còn thấy trên hai cái bàn cân này, mỗi bên có một tiệc rượu. Vậy công việc của ông nhà liên quan đến những gì? Bà vợ đáp: dạ, ảnh làm thẩm phán, công tác tại pháp đình. Tôi bảo: trong kịch bản phim truyền hình Tể Tướng Họ Lưu có lời thoại rằng giữa đất trời có cán cân. Đây là cán cân công lý rất bình đẳng đối với mọi người. Bất luận làm việc gì, dù đối với người ngoài hay là quyến thuộc, thì khi tham dự xử án nhất định phải công tâm, không được lừa trên giấu dưới, biến trắng thành đen, không được làm tổn người lợi mình. Trong Phật giáo từng giảng: hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu phải mang lông đội sừng đền trả. Mấy câu này ai cũng phải luôn nhớ và hiểu rằng vô công bất thọ lộc. Nếu như đã nhận tiền của, quà lễ hoặc ăn của người thật nhiều mà chẳng làm gì cho họ, thì khiến họ mang cảm giác bị ức hiếp, dối lừa, tất nhiên lòng dấy lên căm hận. Nếu hành vi xấu này tái lặp quá nhiều, ắt đương sự sẽ bị đại chúng căm hận nguyền rủa, và mãnh lực đó sẽ biến thành sức mạnh cực lớn, tuy vô hình nhưng gây hại không nhỏ cho người cậy thế quyền. Vô công thọ lộc, và quả báo sẽ hiển hiện qua dạng báo ứng. Nghĩa là bệnh hoạn đau khổ sẽ giáng xuống thân thể đương sự. Vì vậy mà Phật giáo giảng: làm tổn hại người chính là làm tổn hại mình. Mỗi người cần tha thiết sám hối tội nghiệp mình đã tạo ra. Nếu trước đây từng ăn nhiều thịt chúng sinh, thì phải nên phóng sinh thật nhiều. Nếu như lỡ thu nạp nhiều tài vật mà bản thân mình không xứng đáng nhận nhưng không thể trả lui, thì hãy dốc hết vào việc ấn tống kinh, sách, thiện và phóng sinh, hoặc đóng góp vào quỹ phúc thiện lợi ích cho cộng đồng. Làm vậy sẽ giúp tiêu nghiệp diệt tội. Tốt hơn hết là mỗi ngày bệnh nhân này nên tụng ít nhất một bộ kinh Địa Tạng. Cần nghiên cứu, hiểu rõ giáo lý Phật giảng mới có thể phát tâm sám hối chân chính. Nếu ông nhà muốn lành bệnh,
thì phải xem ông có phát tâm sám hối chí thành hay không. Người thân cũng có thể góp sức phụ tụng kinh Địa Tạng để hỗ trợ ông sớm hồi phục. Nhưng phải lưu ý, bắt buộc phải dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường mới có công đức và hiệu quả. Lúc giả từ, vợ ông hỏi: "Thưa, ở đâu có kinh Địa Tạng ạ?" Ngô cư sĩ nói ngày mai ông sẽ đem đến. Quả Năng bổ sung thêm: "Hiện tại cần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm ra tiếng. Nếu mệt thì có thể niệm thầm, sẽ giúp giảm bớt thống khổ." Tôi dặn dò: "Sau khi kinh Địa Tạng mang tới rồi thì mỗi ngày chịu khó tụng, sức có thể tụng mấy bộ thì ráng tụng bấy nhiêu, lúc rảnh thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều tốt cả. Hiện nay có rất nhiều người đang phạm lỗi, làm tổn người lợi mình, rất ưa rút công bồi tư và hoàn toàn quên mất lời cổ huấn, làm nhiều việc bất nghĩa là tự hại mình thê thảm. Câu chuyện này xin cảnh báo những ai đang làm các việc liên quan đến pháp đình phải hết sức cẩn thận và nên khắc ghi vào lòng câu: chấp pháp công minh, quyết không lợi dụng chức quyền để tham nhũng, hối lộ, ăn hiếp, trấn lột, đoạt lừa của người. Bạn thấy ác báo của ngài thẩm phán này chăng? Khi cái miệng ở trên vừa thu nạp cho vào toàn cao lương sơn hào hải vị, thì cái miệng ở dưới do công năng bị hư, không thể kiềm chế, nên cứ tự nhiên phun bắn ra ngoài toàn những thứ phẫn uế, quyết tanh. Cho dù người bệnh chưa chết, nhưng sống mà bị như thế cũng giống như đã nếm cảnh địa ngục rồi. Nếu muốn chuyển hóa ác báo này, đương sự bắt buộc phải thành tâm sám hối. Nguyện từ đây đoạn ác tu thiện, phải hết sức chân thành, thực lòng ăn năn tu sửa. Nếu làm được như vậy thì không những giúp mình tiêu trừ ác bệnh, lìa khổ được vui, mà tương lai còn có thể dùng chuyện xảy ra cho bản thân mình để thuyết pháp làm gương, cảnh tỉnh người, rộng tạo công đức lớn. Chớ gieo nhân xấu khổ không lường, dinh hoa phú quý tựa khói sương, đêm qua còn đủ ngàn thứ tốt, sáng nay thọ tội quỳ trên giường. Tham của tâm tà hành sai luật, biến thành phẫn uế nơi rải dương. Nếu không hối lỗi siêng niệm Phật, bệnh khổ hành quỳ đến ly trần. Mạng sống vô thường, xin tinh tấn, dứt ác tạo lành, phúc thọ khương, phúc thọ khương, phúc thọ khương, phúc thọ khương, phúc. Sám văn. Bỗng trong nháy mắt đến chốn Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt ở địa ngục, không kể tôn ti, chỉ xét tội phước nặng nhẹ, kiểm thiện ác nhiều ít. Lúc sinh tiền đã làm thế nào thì thần thức tự thú tội, không dám che giấu. Do nhân gieo mà tùy nghiệp trả quả, đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu. Vả lại, các thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mảy may. Người thiện làm lành được phước thêm thọ, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ, cứ xoay dần như vậy. Nếu bị đọa làm quỷ đói thì hết kiếp quỷ đói lên làm súc sinh, thống khổ khó khăn không bao giờ cùng. Xin kể câu chuyện cánh tay đau nhức. Có một anh nọ khoảng 20 mấy tuổi, vô duyên vô cớ cánh tay phải bị đau nhức nên tới tìm tôi. Tay anh vì sao đau như thế? Tôi vừa mới khởi niệm thắc mắc, lập tức đã nhận ra anh này có tật hay chôm chĩa móc túi trộm đồ người. Thế là tôi hỏi: anh có lấy đồ người làm của mình, móc túi chôm chĩa tài vật của người chăng? Mặt anh ta đổi lên nhưng vẫn ráng đáp: sao tôi có thể làm như vậy chứ? Tôi bảo: nếu anh không nhớ được thì tôi đành chịu vì không thể giúp anh. Anh hỏi: nếu như tôi có phạm lỗi này thì phải làm sao? Tôi bảo: hãy đem những tiền bạc anh lấy trộm của người, tính thêm cả lãi vào để bồi hoàn, bằng cách mang đến hiến tặng viện dưỡng lão hay cô nhi. Nhớ khi làm đừng lưu tính danh mình, thì tay anh có hy vọng lành. Sau đó quả nhiên tay phải anh được lành,
anh đến cảm tạ tôi và thưa: từ nay tôi nguyện không dám làm các việc xấu nữa. Rồi anh hỏi tôi: vì sao ngài biết tôi làm những việc xấu này vậy? Tôi nói: thì cũng giống như nhân gian, trên trời cũng có rất nhiều thiên thần tuần cảnh, chuyên trông coi việc thiện ác của thế gian và ghi lại tỉ mỉ tất cả hành vi thiện ác của chúng sinh vào trong sổ nghiệp. Họ lưu trữ cũng giống như máy tính sao lưu vậy. Cho nên lúc anh hỏi tôi nguyên nhân bệnh kia, thì tuần cảnh liền đem những việc xấu anh đã làm được thu hình chiếu ra hết cho tôi xem. Anh chàng này hiện nay học Phật rất tinh tấn, bỏ hẳn thói xấu kia. Anh còn chí thành lễ bái trước hình ngài Tuyên Hóa giảng bái, giờ đã thành là tiểu sư đệ của tôi. Năm 1990, tôi vừa mới học Phật, nghe nhiều người kể một đứa đồng nghiệp của tôi có phẩm hạnh buông thả, phóng túng tà dục, lại không biết kiểm điểm. Lúc nghe vậy, tôi chỉ khởi niệm: quả có chuyện này hay sao? Vừa thắc mắc như thế, thì trong óc tôi lập tức hiện hình ảnh có 6 nam nhân đang quanh quẩn bên cô ta. Tôi không tin nên khởi niệm nghi ngờ. Có lẽ bọn họ chỉ là bạn tốt của nhau. Vừa nghĩ vậy thì lập tức tôi thấy ngay cảnh bọn họ có hành vi phi lễ vượt quá giới hạn cho phép. Tôi liền khởi niệm mình không muốn xem những cảnh này. Lập tức cảnh tượng ấy biến mất. Còn có nhiều điều khiến tôi rất kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng tôi không tiện kể rõ. Lúc đó trong tâm tôi không hề khởi chút ý coi khinh vì nữ đồng nghiệp này. Ngược lại còn gấp rút phản tỉnh, tự kiểm xem mình có từng tạo lỗi lầm gì sai trái chăng. Từ đó tôi thấm thía câu: muốn người đừng biết thì mình đừng làm. Tôi cảm thấy giống như trên trời như có một cái máy quay phim cực lớn, mỗi giây mỗi khắc đều ghi lại hết những gì tạo tác của mỗi cá nhân. Từng câu nói, ý nghĩ, hành vi ta làm ra, tất cả những việc lỗi lầm, tệ xấu lúc ta mê muội tạo tác, thậm chí những việc mình có thể mở miệng hé răng nói với ai và cứ tưởng là không ai biết và tự cho mình thông minh, chẳng ngờ những việc làm xấu ấy cuối cùng thành ra tự hại mình. Con gái tôi sau khi tham gia tu tập thiền tọa rồi, trí huệ nó khai mở vượt xa tôi. Tuy nó chẳng xem nhiều kinh điển, chỉ tùy duyên thuyết pháp gỡ rối cho người, xong nó chỉ cần nói một câu là có thể chỉ ngay căn nguyên phiền não, giúp giải khổ bao lẹ cho chúng sinh. Lời luôn kế hợp với giáo lý của Phật. Tôi chẳng chút ganh tị phỏng vấn nó. Con là con ta, chính ta hướng dẫn con đã tọa tu hành, nhưng vì sao con lại giỏi hơn ta vậy hả? Nó cười bảo: ba, bởi vì ba làm việc xấu nhiều hơn con mà. Lúc đó tâm tôi bỗng thấp thỏm bất an. Quả thực tôi có sợ những gì mình đã tạo. Khi nghĩ đến những điều đáng xấu hổ của mình bị con gái thấy rõ mồn một, nói một cách phiến diện, thì theo quy luật vũ trụ, chỉ có làm các điều lành mới giúp ta khai mở trí huệ vốn có trong tự tính. Thực ra vẫn còn nhiều người có trí huệ cao hơn, vượt xa con gái tôi. Tính nội trong quốc gia này thôi, tôi đã gặp hơn 100 vị, ấy là chưa kể đến những vị ẩn cư tại núi cao rừng thẳm, những vị đã đoạn dục khử ái hay là bậc cao tăng xuất gia tu hành. Tôi dám khẳng định, tuyên bố với chư đồng tu rằng, hễ ai trì chí, bền tâm, nghiêm trì ngũ giới, tu thập thiện dài lâu, chịu khó thiền tịnh song tu, đối với những nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, sám hối triệt để, thì trí huệ nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nếu sám hối càng triệt để, tha thiết, thì trí huệ xuất hiện càng sớm. Chỉ cần bạn chịu tu thật sự, tất sẽ được Phật lực gia trì, khai mở trí huệ có sẵn. Trên thế giới này, những người sở hữu trí huệ uyên thâm đã có nhiều như thế, thì nói chi đến các bậc đại trí như chư Phật Bồ Tát. Phật Thích Ca nếu không có trí huệ quảng đại viên mãn, sao có thể nói ra chân tướng vũ trụ, sao có thể giảng nhiều kinh điển như thế? Tôi chẳng phải không tham tài sắc danh lợi, mà chính vì nhờ hiểu rõ Phật Pháp rồi nên không còn dám tham nữa. Thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không dám có. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng, giữ tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Thế thì nếu cứ để tam độc hừng thịnh, làm sao chúng ta có thể nhiếp tâm?
cần phải hiểu và tin sâu. Nhân quả luôn có thật không dối. Như vậy chúng ta mới có thể đạt đến nhiếp tâm giữ giới. Trong báo ứng hiện đời, tôi có viết rằng những người đến cầu Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ giáo, thảy đều là thầy tôi. Vì nhờ họ mà tôi biết rõ báo ứng nhân quả chân thật không dối. Sau khi bọn họ lành bệnh rồi, lại dùng tiền tài để cảm tạ tôi. Không phải tôi không cần, mà là không thể tham, cũng chẳng dám cầu. Bởi vì hiện tại giáo pháp nói ra truyền lợi ích cho người, ân này vốn thuộc về Phật Thích Ca. Nếu muốn tạ thì phải tạ ân Ngài. Chúng ta chẳng thấy được xác thân Phật, cần nên cúng dường tam bảo tạ ân Ngài mới đúng. Huống nữa, bản thân tôi cũng nhờ Phật lực gia trì nên mới có thể cải tà quy chính. Đã có chư thiên thần ghi thiện ác của từng cá nhân, kỹ đến mảy lông cũng không thể lọt. Đó là chưa kể bạn và tôi, ngay hiện tại, mỗi một niệm khởi, mỗi một hành vi, chư Phật Bồ Tát đều biết hết, thấy hết. Vì vậy, bạn hãy mau mau buông bỏ tất cả ân quán thế gian, thực hiện nhiếp tâm là giới, cùng tu chánh đạo xuất thế. Nếu chẳng lo tu, bỗng chốc vô thường tới, thần xuống chỗ Diêm La, lúc này mới nhận ra tội của mình thì e quá muộn. Chúng ta còn phải cảm tạ chính phủ đã cho phép Phật Pháp được lưu truyền. Nhờ họ mà chúng ta được đọc, xem kinh Phật như hiện nay. Vì vậy, mỗi người Phật tử chúng ta trước tiên cần phải làm một công dân tốt, tuân thủ quốc pháp, vì lợi ích dân tộc quốc gia mà phụng hiến báo ân đất nước. Sám văn. Ngày nay mỗi người nên tự giác ngộ, sinh tâm hổ thẹn. Đã hiểu làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ thì không nên làm ác. Đã biết làm lành chẳng mất quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa thì chớ nên khinh thường sám pháp này. Chớ khinh thường điều thiện nhỏ cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ chảy lâu cũng đầy bát to. Không tích thiện nhỏ đâu thể thành thánh hiền. Chớ cho ác nhỏ là không tội, bởi ác nhỏ nếu tích chứa lâu ngày cũng đủ chiêu họa diệt thân. Giải thích: chúng ta cần phải tự mình giác ngộ, khởi tâm hổ thẹn, ăn năn sám hối, quả báo thiện ác không sai mảy may. Lành dữ hòa phúc đều do tâm ta chiêu cảm nên. Mặc dù mắt phàm của ta không thể nhìn thấu quá trình diễn tiến từ nhân đến quả, nhưng đây là điều hoàn toàn có thực. Lý do tuyệt tự. 2 năm trước tôi đi Quảng Đông, gặp một anh hơn 30 tuổi, kết hôn đã được 2 năm. Do bị chứng chết tinh và viêm tuyến tiền liệt mà vợ không thể mang thai nên hướng tôi cầu giúp đỡ. Tôi bảo: anh sở dĩ mắc chứng bệnh này thì đã lâu mà không khỏi, nguyên nhân là do trước khi kết hôn anh thường lăng nhăng, có lắm mối quan hệ yêu đương bừa bãi bất chính, từng xâm hại phá hủy nhiều trinh tiết phụ nữ. Nếu như không chân thành sám hối, nguyện gì những cô gái bị anh hại đó tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, bày tỏ lòng ăn năn hối lỗi, thì nỗi oán hận của bọn họ dành cho anh thôi cũng đủ để khiến anh ngay trong đời này phải đoạn tử tuyệt tục. Nếu như anh có thể phát nguyện từ đây nghiêm trì ngũ giới, thề giết tuyệt đồ mặn ăn chay trường, hằng ngày kiên trì vào mỗi buổi sáng hoặc tối quỳ trước Phật tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho những cô gái bị anh phá hại đời, thì dần dần bệnh sẽ khỏi. Còn nữa, những lúc rảnh thì nên niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức sẽ sinh được con hiếu thuận khỏe mạnh dễ nuôi. Anh muốn cải tà quy chánh thì phải phát thệ như tôi bày, trừ việc tụng kinh ra còn phải mỗi ngày lễ Phật 100 lạy. Năm nay tôi lại đi Quảng Đông, vợ chồng họ ẵm một bé trai 1 tuổi đến gặp tôi. Thằng bé mi dài mắt to, tướng hảo phương phi, trông thật bụ bẩm khiến họ vui mừng khôn xiết. Nguyện cho nam nữ thanh niên trong thiên hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, thường tụng kinh Địa Tạng. Được vậy thì tương lai nhất định bản thân họ sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Vì trồng thiện nhân ắt được thiện quả, tạo ác tức phải chiêu quả ương, quả phúc giữ lành thể đều do tâm tạo. Kinh Địa Tạng chính xác là một bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường. Trong kinh giảng về quả báo tu thiện làm ác
của người đời này lẫn đời sau, mô tả cảnh địa ngục đáng sợ, đủ khiến chúng sinh nghe xong kinh hoàng. Hồi đầu dứt ác hành thiện. Nếu có thể từ đó thề giữ ngũ giới, lễ Phật tụng kinh tu tinh tấn, càng sẽ thu được lợi ích lớn. Trong kinh nói, nếu có thể trong 10 ngày trai đối trước tượng Phật, Bồ Tát chư hiền thánh tụng kinh này một bộ, thì khắp Đông Tây Nam Bắc trong khoảng trăm do tuần không bị tai nạn. Người ở trong nhà đó, dù lớn dù nhỏ, hiện tại vị lai, trong trăm ngàn năm vĩnh viễn lìa xa ác thú. Nếu có thể trong 10 ngày trai mỗi ngày tụng một bộ, hiện đời người ở trong nhà không bị bệnh dữ, y thực đầy đủ. Tụng kinh Địa Tạng có nhiều lợi ích, nhiều điều hay như thế. Những gì mới biết đến Phật Pháp, nếu không ngại, xin mời tụng thử hơn một tháng xem. Nếu vị nào do bận rộn công tác, không thể y theo ngày tháng liệt kê trên mà tụng kinh, thì cũng có thể tụng bất kỳ thời gian nào. Cần nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sát sinh, giết vật để ăn, phải bỏ mặn ăn chay, cũng không nên ăn ngũ tân. Làm được vậy thì quý vị sẽ thấy ngay trên thân mình sẽ phát sinh việc tốt lành bất tư nghị. Người đời đa số đều nghĩ sai lầm, cứ cho rằng chết là hết. Cảnh giới sau khi chết cũng như thuyết lục đạo luân hồi của nhà Phật giảng là hoàn toàn không có thực. Nhưng hiện nay không ít học giả chuyên môn nghiên cứu kinh nghiệm lúc cận tử đã viết bài đăng trên báo làm thay đổi quan niệm này. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, Thời báo Sinh mệnh đăng bài nghiên cứu của giáo sư Phùng Chí Dĩnh, tiền viện trưởng Bệnh viện An Định ở Thiên Tân, là chuyên gia nghiên cứu đã viết bài Kinh nghiệm sắp chết của 100 vị sống sót trong trận động đất Đường Sơn. Trong số nạn nhân này, có nữ sĩ họ Địch tâm sự như sau: ý thức tôi hầu như dần dần lìa khỏi thân, bởi tôi đã có thể nhìn thấy mình. Tôi bắt đầu nhớ lại các việc trước đây, từ bé thơ rồi đi học, trưởng thành, yêu đương, những chuyện bình thường không hề lưu tâm, nhưng bỗng dưng đều nhớ rõ hết. Tình cảnh này chứng minh trong kinh Lăng Nghiêm miêu tả, lúc lâm chung chưa xả hơi ấm, thiện ác cả đời ngay đó đều hiện ra. Tôi trước đây từng đọc nhiều bài viết trong nước lẫn ngoài nước, hoặc xem các VCD về vong linh của nước Mỹ tường thuật những liên quan sau khi chết. Nội dung chứng tỏ lục đạo luân hồi là có thực, có tồn tại, giống như trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng Phật đã giảng. Chỉ là do người không đồng quốc gia tường thuật nên phương thức trình bày có khác mà thôi. Đây cũng chứng minh lời Phật Thích Ca nói là chân ngữ, thật ngữ. Trí huệ Phật thấu suốt tất cả, chúng ta không thể không tin. Sám văn: chúng con vô phước sinh vào đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, không dốc sức làm lành, thì đến phút cuối có ăn năn cũng muộn. Bây giờ đã biết rõ mọi tội lỗi như trong kinh Phật dạy, đã nhận ra tội mình thì lẽ nào không bỏ ác hành thiện? Vì đời này nếu không xả thân cầu đạo, e rằng phải đọa địa ngục. Bởi trong lúc tạo tội thường ôm lòng độc ác, nóng nảy, giận hờn mãnh liệt, giống như về người nào thì muốn người ấy chết, ghét một người nào thì không ưa thấy điều tốt của họ, muốn hủy hoại ai thì quyết dùng họ vào thống khổ, muốn đánh người nào thì quyết cho người ấy đau thấu trời đất. Khi nổi sân hung bạo thì vô lễ chẳng kể tôn ti thượng hạ, thốt toàn ác ngữ thô ngôn, mắt nhiếc đủ điều, thậm chí là hét chửi vang như sấm dậy, mặt mày tóe lửa. Giải thích: chúng ta hiện đang khỏe mạnh nên dốc lòng học Phật tu hành, đừng ý phúc lâm chung sẽ có con cái siêu độ giùm cho. Dù con cái chí hiếu hết lòng tổ chức lễ tụng kinh siêu độ, nhưng nên nhớ kỹ, công đức này có 7 phần, bản thân người được hồi hướng chỉ hưởng 1. Vì vậy phải lợi dụng cơ hội mình đã còn khỏe mà nỗ lực tự tu, lo tụng kinh sám hối, dùng tiền của chính bản thân bỏ ra phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức vân vân. Như vậy thu hoạch sẽ trọn vẹn, chắc chắn hơn. Lời trong kinh nói chân thực bất hư, cho nên nhất định ngay đời này chúng ta phải phát đại bồ đề tâm, tu thoát tam giới, nếu không chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Bởi vì những lúc ta tạo ác nghiệp thường khởi tâm ác độc như sói lạc, nếu hận người nào thì muốn họ chết ngay. Nếu tật đố ai
thì không cam thấy điểm tốt nào của họ. Muốn quỷ một người nào nhất định làm cho họ khổ mới nguôi hận. Khi đánh ai là muốn họ đau thấu trời đất. Lúc phẫn nộ, hai mắt không ánh nhìn tóe lửa. Bất kể thân phận địa vị, tất cả lời ác độc đều phun hết ra. Mù quáng tạo đủ thứ tội. Sám văn. Khi làm phước thì thiện tâm yếu ớt. Tuy lúc đầu muốn làm nhiều, sau lần lần giảm ít đi. Tâm đã không quyết chí, luống để ngày tháng trôi qua, do dự mãi cho đến khi không còn nhớ đến hành thiện. Đủ biết lúc làm tội tâm rất mãnh liệt, còn lúc làm phước thì ý chí bạc nhược yếu hèn. Nếu đem cái nhân làm phước yếu hèn ấy mà cầu thoát quả báo tạo ác dữ dội kia thì làm sao được? Giải thích. Có lúc chúng ta khởi niệm muốn làm chút việc tốt, nhưng do niệm thiện mỏng manh nên ý lành này nhanh chóng tiêu tan. Khi như muốn cứu giúp nạn khổ, lúc vừa nghe thì tâm muốn đóng góp, xong đến lúc cầm tài vật trong tay đem cho thì lại khởi tâm tiếc nên cho không được bao nhiêu. Mới đầu phát nguyện thấy hùng hổ vậy, nhưng chỉ là đầu voi đuôi chuột. Lúc nói thì mạnh như sấm nổ rền vang, nhưng lúc làm thì như nước nhỏ giọt, cứ do dự trù trừ mãi. Rồi theo thời gian bèn đổi ý quên luôn. Hôm nay chúng ta muốn dùng chút nhân toan làm thiện tí tẹo đó để cầu quả báo thoát ly ba cõi ác, hoặc sinh về thế giới cực lạc, thì làm sao nguyện có thể thành? Nếu như có cơ hội làm việc lành thì nhất định phải hết sức trân quý, vì đấy chính là trồng phúc điền cho mình. Phương thuốc giải độc. Tại An Huy có một người tên Tưởng Tử Diên, có phương thuốc bí truyền giải độc thạch tính rất hay và cực kỳ hiệu nghiệm. Nhưng ai đến cầu trị y đều đòi giá rất cao. Nếu như không đáp ứng đủ cho y thì y cứ ngồi nhìn để mặc người bệnh trúng độc chết, chẳng chút đồng lòng. Một hôm y sang huyện kế bên hành nghề, nửa đêm bỗng dưng chết đi. Y báo mộng cho người chủ phòng trọ nói: "Tôi do tham tiền hành động sai lầm để mặc chính mạng người chết. Bọn họ chết rồi dâng cáo trạng kiện nên âm ty phán tôi chính đời đều bị uống nhầm thạch tính mà chết. Giờ tôi xin đem bí phương giải độc thạch tính này nói cho ông biết. Nếu như ông có thể dùng phương thức đó cứu một người thì tôi giảm được một đời thọ báo ác." Cuối cùng y nói: "Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn." Câu chuyện này trích từ Nhân Quả Tuyển Tập do Uông Đạo Đỉnh đời Thanh viết. Trong bài ghi bí phương chỉ có một vị thuốc là phong phong một lạng, đem nghiền nát thành bột dùng nước hòa uống. Ngoài ra trong Vị Đàm Khả Tính Lục có ghi dùng nước lạnh hòa thạch cao cũng có thể giải độc thạch tính. Sám văn. Kinh dạy rằng sám hối thì không tội nào mà không diệt, nhưng đến lúc sám hối quyết phải đầu thành đảnh lễ, nằm dốc sát đất như núi Thái sụp đổ, thậm chí không tiếc thân mạng. Vì muốn diệt tội mà ân cần khuyên nhau tự kiểm điểm, xem mình từ khi sinh ra đến nay đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, phải biết tự trách, ân hận, không tiếc thân mạng. Có kham được khổ nhọc mà chân thành sám hối như thế mới thu quả tốt. Trong kinh có dạy: "Chưa từng thấy có chút thiện nào từ giải đãi lười biếng mà sinh, chưa thấy có chút phước nào từ kiêu mạn buông thả mà được." Giải thích. Trong kinh giảng: "Chân thành sám hối không tội nào mà không tiêu. Thế nhưng gọi là sám hối tức phải biết nhận tội kiểm lỗi, thống trách mình quá khứ không hiểu Phật Pháp nên tạo nhiều tội. Nhưng đó nằm dốc sát đất là biểu hiện thành tâm sám lỗi, giống như địa chấn núi sụp vậy. Thậm chí cảm thấy mình hiện tại đáng phải đọa địa ngục, hoặc có chết nhiều lần cũng không giải hết nỗi ân hận trong lòng. Nội diệt chỉ nghĩ đến tội trong một đời này ta đã giết ăn biết bao chúng sinh, cũng đủ đáng chết trăm ngàn lần rồi, huống nữa là các tội khác. Bởi vậy khi sám hối tụng kinh niệm Phật, tất cả công đức đều phải hồi hướng cho chúng sinh. Nếu chỉ vì cầu khỏe mạnh, cầu phúc cho mình mà tụng kinh bái sám thì là tâm ích kỷ, không thể làm tiêu tan tâm oán hận của những chúng sinh bị mình giết hại. Vì vậy, chứ vị đồng tu, các gia đình Phật hóa cần nên đốc thúc khuyến khích nhau, giúp nhau nhớ lại
những tội thập ác mình đã tạo và sám hối. Còn phải đặt mình vào vị trí kẻ bị hại để thấu hiểu cảm thông rằng những lúc ta giết vật đó, chúng đau đớn kinh hoàng biết dừng nào, mới thấy ta ác độc và ti tiện biết bao nhiêu. Khi đó, bạn sẽ sinh tâm đồng thể đại bi, khởi tình thương xót chúng sinh, sinh lòng ăn năn tự trách, mới có thể cam chịu khổ nhọc mà chịu đến đạo tràng bãi sám. Nếu như không thể phát tâm đồng thể đại bi, thì khi niệm Phật, nhiễu Phật, chưa được mấy dòng, tâm sẽ sinh mỏi mệt, chán nản, hoặc lại chưa bao nhiêu đã thấy sức không kham nổi. Là có người ngồi thiền tĩnh tâm chưa được bao lâu, đã thấy chân đau, lưng nhức, muốn đi nằm nghỉ. Vừa duỗi chân nằm là ngủ say như chết, ném hết việc lễ Phật tu hành lên tận chín tầng mây. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai biến nhát mà thành đại sự, nói chi tới thành đạo. Cũng không có ai thành tựu việc lớn mà sinh tự mãn, phóng túng, tự kiêu. Sám văn. Đệ tử hôm nay tuy được thân người nhưng tâm hằng trái đạo, vì từ sáng đến trưa, chiều tối, từng giờ từng phút, từng niệm từng giây, không hề nhớ Tam Bảo, nhớ pháp tu. Nay thử kiểm lại thì thấy không có công phu nào đáng nói, chỉ có phiền não trọng chứng mịt mù. Nếu không kiểm điểm thì cứ lầm tưởng, tự cho là mình có nhiều công đức. Giải thích, xin kể câu chuyện nhỏ. Tổn người là hại mình. Ngày nọ, khẩu sư đệ, pháp danh Quả Mạnh đến nhà tôi, kể rằng mấy hôm trước, vợ chồng người chị gái đến nhà thăm ông. Chị ông vừa vào nhà thì liền đến bên giường chơi đùa với đứa con gái mới sinh 8 tháng của ông. Con bé tỏ vẻ vui thích, bật cười sảng khoái. Nhưng lúc chị khom xuống, bé nhìn thấy anh rể Quả Mạnh là chồng chị đang đứng phía sau thì lộ vẻ kinh hãi khóc to. Bé bé và Quả Mạnh vội ôm con lên thì bé im bặt, nhưng mắt vẫn mở to, nhìn trừng trừng vào khoảng không phía sau anh rể họ. Mẹ cháu vội xoa lưng vỗ về con để trấn an, nhưng một tiếng sau thì bé phát sốt cao. Quả Mạnh kể lại, anh rể ông nửa tháng trước đang chỉ đạo xây một tòa kiến trúc thì vô ý bị té ngã. Thực ra ngay lúc Quả Mạnh kể thì tôi liền quan sát và hiểu ngay nguyên nhân khiến cháu bé khóc. Đó là do cháu nhìn thấy một cái đầu lâu và rất nhiều vong quỷ đang bu quanh người anh rể này. Chúng vừa chỉ trỏ vào ông, vừa căm hận trách đồ ác nhân xảo biện hại người. Quả Mạnh nói, anh rể ông là cán bộ cao cấp tại một bệnh viện lớn nọ. Ông chuyên xử lý việc tranh chấp. Hễ xảy ra sự cố có người chết oan thì ông sẽ đứng ra tranh cãi giúp cho y viện, dốc sức giúp y viện thoát tội, không bị bồi thường, hoặc trả phí thật ít cho người chết. Tôi nói, bệnh nhân tuy không phải do anh rể ông hại chết, nhưng anh ta xử lý không công bình, toàn lợi dụng tài ăn nói của mình để biện hộ giành phần thắng về cho y viện, khiến người chết bị thiệt thòi, chịu hàm oan, tên quyến họ cũng không được bồi thường xứng đáng. Do vậy mà những dông này ôm thù, nhất quyết tìm ông rửa hận. Tôi thúc Quả Mạnh hãy mau mau đi khuyên anh rể, đừng làm những việc mê muội thất đức, cái lương tâm như vậy nữa. Vì khi ác báo ập tới thì xem như hết cứu. Hãy bảo chị và anh rể ông phải mau học Phật, ăn chay, nên vì những quan quỷ đó tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu và hướng họ sám hối. Hàng ngày còn phải vì mỗi vị tụng một bộ kinh, ít nhất phải tụng cho đến khi quan quỷ báo mộng phát tín hiệu tốt. Tôi nhắc lại, về bảo với anh rể ông là bắt buộc phải hành đúng như tôi chỉ bày, ác sẽ giúp anh ta kéo dài thọ mệnh và tương lai có chuyển biến tốt. Anh rể Quả Mạnh vốn được mọi người công nhận là hiếu tử, nếu như anh ta bị té và chết bất ngờ